Xin chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ Zerowatt chúng tôi lại làm một video để giới thiệu với anh em một mẫu đồng hồ Ozen đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Zerowatt chúng tôi. Vâng, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Ozen, mẫu đồng hồ Ozen Marco 2 hoặc là gọi là dòng Ozen Pepsi anh em nhé. Tại sao gọi là đồng hồ Ozen Pepsi? Bởi vì anh em nhìn cái thiết kế cái màu sắc, đấy, nó có màu đỏ và màu xanh này giống cái màu của thương hiệu Pepsi, cho nên là nó gọi là đồng hồ Ozen Pepsi anh em nhé. Về mặt số thì anh em nhìn tương quan đây, đây là một dòng đây là dòng automatic anh em nhé, đây là dòng máy cơ. Vâng, chức năng là gồm có lịch thứ và lịch ngày. Đấy. Số thì ở có số là số 12, số 6 và số 9 và kết hợp với cọc số, dạ quang rất sáng vào ban đêm. Vâng, dạ quang to rõ nét sáng vào ban đêm. Ngoài ra viền benzen là cũng có số. Đấy, bên em còn có số anh em mà nhìn là trực diện nhé. Đó, đây là mặt sau này, mặt sau này. Mặt sau gồm có những thông số của mẫu Ozen này. Vâng, mẫu Ozen này có mã số là FAA0209D9, có giá bán là 5.910.000. Vâng, khi anh em mua online sẽ được giảm giá. Chúng tôi khi gọi điện trực tiếp thì chúng tôi sẽ giảm giá cho anh em. Vâng, đây là mẫu đồng hồ Ozen chuyên để bơi lội anh em nhé. Vâng, độ chịu nước của em nó là những 200 mét nước anh em này, 200 mét nước, cho nên là anh em bơi lội thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng chuyên để cho anh em bơi lội, cho nên là anh em còn phải nghĩ luôn. Đây khóa này anh em này, đồ Ozen này sắc nét luôn. Đấy, khi mà anh em mà mua việc hàng hàng chơi nổi là những cái phần trước này nó không được sắc nét và đẹp như này đâu anh em nhé, không một vết thì vết luôn này. Đấy, cái hàng chơi nổi thì vớ vẩn lắm, rất là đẹp đúng không anh em? Vâng, ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần viền benzen này. Đây là một dòng chuyên để bơi lội. Vâng, cái viền benzen này xoay được anh em nhé, nhìn này, anh em xoay này. Khi anh em mà đã được dùng rồi hoặc là anh em thấy bạn bè dùng rồi thì anh em biết được là cái vòng benzen này nó xoay được. Nhưng mà cái chức năng của cái vòng benzen này thì không phải ai cũng biết. Vâng, bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn qua để cho anh em nắm được là cái vòng benzen này nó có tác dụng để làm gì anh em nhé. Cái vòng benzen này nó có cái chức năng như sau. Một là đếm thời gian trôi qua, hai là đếm thời gian còn lại anh em nhé. Cách đo thời gian trôi qua như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như đây bây giờ nó đang là 10 giờ anh em nhé, đang là 10 giờ. Đấy. Thế thì ví dụ chẳng hạn cái phần mũi tên này, cái mũi tên nó chỉ xuống 12 giờ này, mà anh em ví dụ đang lặn ở dưới nước mà ví dụ là nó thế này, đấy, ví dụ là 10 giờ 15 như thế này, thì có nghĩa là anh em hiểu rằng là mình đang lặn ở dưới nước được 15 phút rồi. Mũi tên nó đang nằm ở đây đúng không ạ? Đang nằm ở số 12 này. Thì cái kim phút nó đã đến số 15 này. Thì anh em biết được rằng là mình vừa lặn được 15 phút. Ngày 5 này, 10, 15. Đó. Đấy, mình vừa lặn 15, 20 phút đây. 20 phút đây. Đấy, 15 phút đây. Đó, đó là cách đo thời gian trôi qua là anh em biết được rằng là cái này. Là mũi tên nó chỉ số 15. Là mình đã lặn được 15 phút rồi. Đó. Thế còn bây giờ chẳng hạn như là mình muốn đo cái thời gian còn lại là như thế nào? Ví dụ anh em muốn xuống biển lặn 15 phút ở dưới biển thì anh em sẽ làm cách như sau. Đó là ví dụ đây là có cái mũi tên, anh em mình muốn là hẹn giờ, nó giống như hẹn giờ đi là 15 phút thì anh em mình vặn cái vòng benzen này. Đây. Vặn cái vòng benzen này. Đó. Đây anh em nhé, là 15 phút. Thì có nghĩa là anh em hiểu rằng là ví dụ là cái thời gian anh em xuống biển lặn là 10 giờ đúng như thế này, thì anh em mình vặn muốn lặn xuống biển 15 phút thì anh em mình vặn ra vặn cái vòng benzen này đến số 15 như thế này, thì khi đó thì anh em xuống biển lặn mà thấy cái kim phút này nó chỉ vào đến số 15 này như thế này thì anh em hiểu rằng là thời gian còn lại đã hết, thời gian còn lại dưới biển đã hết, là anh em phải lên chẳng hạn thế, không lên thì nguy hiểm, là hết oxy hoặc là nọ kia cái gì ở dưới biển nó rất là nguy hiểm, thì anh em biết được rằng là cái thời gian mình phải lên anh em nhé.
Vâng, trên đây thì tôi đã hướng dẫn cho anh em cách đo cái thời gian trôi qua và thời gian còn lại là như vậy. Thế thì tôi ở đây tôi cũng giải đáp một số cái thắc mắc cho anh em. Chẳng hạn như là có anh em cũng hỏi là tại sao cái viền benzen này nó chỉ quay được một hướng ngược kim đồng hồ mà nó lại không quay ngược lại được. Vâng, thế thì đơn giản thôi. Anh em cũng hiểu được rằng là khi mà mình lặn ở dưới nước thì khi mình lặn ở dưới nước mà mình không may nhỡ va chạm mình cũng rất là dễ hiểu thôi. Khi mà anh em lặn ở dưới nước cũng rất là dễ hiểu thôi, khi anh em hẹn giờ đấy, lặn ở dưới nước mà anh em lại không để ý thì va quệt vào đâu đó thì cái vòng benzen này nó có thể là nó lệch đi chẳng hạn, thế nó va vào đâu nó lệch đi, nó lệch ngược lại lệch đi thì nó sẽ làm cho cái thời gian anh em mình xoay cái vòng benzen này để hẹn cái thời gian nó không đúng nữa đấy, thì cái đó thì nó dẫn đến cái tính là rất là nguy hiểm cho anh em, ví dụ là hết bình hết oxy hoặc là đi đâu quá xa hoặc là quá sâu, nó rất là nguy hiểm cho anh em, cho nên người ta chỉ làm nó chỉ xoay được một hướng như vậy thôi anh em nhé. Đó, ngoài ra nữa thì tôi cũng giải đáp cho anh em một số anh em, ngoài ra thì cũng có một số anh em hỏi rằng là độ chịu nước của đồng hồ bơi đi bơi là bao nhiêu mét là hợp lý, ví dụ độ chịu nước là bao nhiêu mét, ví dụ thế, ví dụ chẳng hạn như là mẫu đồng hồ này là 200 mét nước là chuyên bơi lội thoải mái rồi, nhưng mà có mẫu đồng hồ thì lại là 300 mét nước, có mẫu đồng hồ 500 hoặc 1000 mét nước anh em nhé. Đấy, thế thì nó cũng tùy thôi, nhưng mà theo tôi được biết và tìm hiểu thì bình thường là khoảng 10 ATM, có nghĩa là hoặc là 100 mét nước là mình có thể đi bơi thoải mái cho anh em nhé. Và 10 ATM hoặc là 100 mét nước là đều bơi được rồi. Còn nào ví dụ chẳng hạn là 200 mét nước thì càng tốt, 300 mét nước thì càng tốt thôi. Vâng, không có vấn đề gì đâu, rất là tốt. Vâng, nhưng mà để mà bơi được gần tầm 10 ATM là bơi được rồi anh em ạ. Vâng, trên đây thì tôi đã review cho anh em là về ngoại quan cũng như là một số cái chức năng của mẫu đồng hồ Ozen Marco 2 này, phiên bản Pepsi. Vâng, còn là phiên bản đồng hồ Pepsi. Đi kèm với sản phẩm thì gồm có hộp đấy anh em này, hộp của Ozen này, đấy, một hộp thương hiệu Ozen đây anh em này, rất là đẹp luôn, chính hãng anh em nhé. Đấy, ngoài ra là một có thẻ bảo hành này, đây thẻ bảo hành chính hãng đây anh em này, thẻ bảo hành chính hãng đây anh em nhé. Đấy, trên thẻ bảo hành bao giờ cũng có một cái tem xác thực, tem vỡ xác thực của Bộ Công an đây anh em này. Đấy, TNM là Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Ozen này tại Việt Nam. Wow, có địa chỉ là 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấy, trung tâm bảo hành cũng ở đấy anh em nhé. Về chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này, được bảo hành 2 năm chính hãng và 5 năm tại hệ thống đồng hồ Zewatt chúng tôi anh em nhé. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm của hệ thống đồng hồ Zewatt chúng tôi. Ngoài hộp cứng ra thì có một cái vỏ giấy như này nữa anh em nhé. Đó. Vâng, hệ thống đồng hồ Zewatt chúng tôi chỉ bán đồng hồ chính hãng thôi, cho nên là anh em nhìn đây. Đấy, đây là một cái bằng chứng nhận của hệ thống đồng hồ chúng tôi. Đấy, bằng chứng nhận của Tân Hải Minh. Đấy, cấp cho đồng hồ Zewatt chúng tôi đang bán tại địa chỉ trung tâm thương mại Garden Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đây anh em nhé. Đây, dấu đỏ chót đây. Đấy, cho nên là anh em mua hàng ở chúng tôi thì chỗ chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm, không phải lo gì cả. Vâng, địa chỉ hiện tại của chúng tôi đang bán thì cũng có địa chỉ đây anh em này. Đấy, tầng G trung tâm thương mại The Garden. Đấy, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Long Biên, đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và có website đây, www.watt.com.vn, www.watt.vn và hotline 0977789197. Vâng. Khi anh em mà ở xa thì hãy gọi điện qua số online này hoặc liên hệ qua website cũng đều được để sở hữu em nói anh em nhé. Vâng, thấy video này hay hãy đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Zewatt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.